dụ mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật, thì nếu như doanh nghiệp của mọi người đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bảo mật linh kiện điện tử hoặc là sản xuất các sản phẩm về công nghệ, thì chắc hẳn thì mọi người sẽ cần những content đặc thù cho cái ngành nghề của mình. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một chiếc máy in bảo mật có model đó là RIN 4012 PLM+. Thì đây là một chiếc máy xuất xứ 100% từ Nhật Bản với hiệu suất công nghiệp, thì nó có thể là in được tốt những content với kích thước rất là nhỏ để mình có thể là dán lên những bảo mật hoặc là những cái linh kiện điện tử, hoặc là mình có thể là in những content thông tin thông số một cách rất là sắc nét và rõ ràng. Thì mọi người hãy cùng em khám phá và in thử chiếc máy này. Trước khi giới thiệu chi tiết về chiếc máy in, thì em xin giới thiệu với mọi người về những content nhạc mình ứng dụng rất là nhiều trong việc sản xuất bảo mật hoặc là dán lên những cái linh kiện điện tử hoặc là những content thông tin thông số để mình có thể dán lên các sản phẩm công nghệ, đó chính là tem xi bạc. Vì sao người ta chọn tem xi bạc để sử dụng rất là nhiều trong cái ngành nghề này? Thì tại vì đặc tính của nó là tem sẽ không rách, không thấm nước, và đặc biệt hơn thì nó có thể là chịu được cái nhiệt lượng của các thiết bị điện tử mà trong quá trình hoạt động phát ra. Thì đó là cái đặc tính rất là nổi bật mà tem xi bạc nó sẽ phù hợp với cái ngành nghề này. Thì như mọi người có thể thấy thì trên các bo mật hoặc là trên các linh kiện điện tử thì mình cần những con tem rất là nhỏ ở trên này, và các thông tin in trên đó rất là chi tiết, nên cần thành ra là mình cần tìm những chiếc máy in có thể là in độ sắc nét cao và có thể đáp ứng được yêu cầu đó. Thì chiếc máy mà em muốn giới thiệu với mọi người đó là RIN 4012 PLM+. Thì đây là một cái giải pháp tốt và hợp lý để cho mình có thể là in ấn những content rất là đặc biệt này trong cái ngành nghề sản xuất linh kiện và bảo mật. Thì đây là dòng máy RIN 4012 PLM+ mà em muốn giới thiệu với mọi người. Đây mọi người có thể nhìn tổng quan sơ bộ chiếc máy trước ha. Thì đây là một trong những cái tính năng đặc điểm rất là nổi bật của chiếc máy này. Mọi người có thể nhìn nó rất là nhỏ gọn đó, so với các dòng máy với hiệu suất công nghiệp thì đây là một trong những dòng máy có thể nói là rất là nhỏ gọn ha, để mình có thể là tiện lợi, không tiết kiệm được cái vị trí không gian đặt máy. Mọi người có thể xem. Thứ hai là cái đặc điểm nổi bật của nó nữa, thì hầu như các bộ phận trên cái chiếc máy này được làm bằng kim loại, nên nó có thể là đặt trong cái môi trường công nghiệp để mình sử dụng, nó có thể là bền chắc hơn. Có một số vài chi tiết nó không làm bằng kim loại thôi nhé, nhưng hầu như là làm bằng kim loại. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu một xí về cái cổng kết nối của chiếc máy này. Mọi người có thể xem đây, cái cổng kết nối của nó gồm là cổng RS232 và cổng USB. Thì đây là phiên bản tiêu chuẩn nên nó chỉ có hai cổng này, thì hai cổng này đang là khá thông dụng trên thị trường. Nếu như mọi người có yêu cầu nhiều máy tính in cùng lúc thì mọi người có thể là option thêm cái cổng LAN, thì chiếc máy này cũng có option thêm. Còn bản tiêu chuẩn thì nó chỉ có hai cổng này, RS232 và cổng USB. Đây là nguồn điện vào thì nó là 220V nha, nguồn điện Việt Nam mình nha. Rồi mọi người xem một xí về phía trước, thì đây là màn hình hiển thị, nó có thể hiển thị cái trạng thái lúc đang in hoặc là những cái lỗi mình gặp phải thì mình có thể khắc phục. Đây là những cái phím chức năng để hỗ trợ trong quá trình điều chỉnh để mình có thể là thao tác in dễ dàng. Đây mọi người có thể xem qua phía trước chiếc máy ha. Rồi tiếp theo thì mình đi vào bên trong một xí ha. Đây em mở nắp máy lên xem phía bên trong này, để mình có thể là gắn giấy và mực. Còn đây là hai trục ha, đây là trục mực, đây là trục thu. Mình có thể gắn được cuộn mực dài 300m nha mọi người. Còn phía dưới này đây là cái trục gắp giấy để mình có thể lắp giấy. Cái giấy mình lắp thường dòng máy công nghiệp này thì mình có thể lắp được cuộn giấy lên tới 100m nha mọi người. Đó thì cứ lắp giấy. Còn phía trước đây là cái cụm đầu in của máy này, mọi người có thể xem qua. Thì đây là cái bộ phận hầu như gọi là quan trọng nhất của chiếc máy này rồi. Thì đây là dòng máy có đồ rộng đầu in đó là 4 inch, tương đương với 104mm nha mọi người. Đó, đồ in là 4 inch và đồ phân giải của nó là 300 dpi, cho cái bản in của mình ra là có thể chắc nét ha. Thế này là trục ruler và một số cái nha. Trong quá trình in ấn thì mọi người nên thường xuyên vệ sinh cái đầu in này để bảo vệ được cái đầu in với tuổi thọ dài hơn và bảo quản máy được tốt hơn trong quá trình để mình có thể là in được thuận lợi hơn. Đây, trục ruler. Đặc biệt chiếc máy này nó có cái tính năng từ lột nhãn, nên phía dưới này nó có thêm một cái trục ruler để hỗ trợ cái công việc này. Nó có thể tính năng từ lột nhãn, con tem nào in ra nó sẽ tự động lột cái nhãn đó ra. Từ động lột nhãn đó mình chỉ cần bóc lột nhãn. Khi mà dán con tem đó thì con tem tiếp theo mới đi ra. Thì cái tính năng từ lột nhãn này rất hay. Nó có sẵn trên cái bản tiêu chuẩn này luôn nha mọi người. Thường thường các model khác hoặc là các hãng khác thì cái phiên bản từ lột nhãn này thì nó phải option.
Đây là phiên bản tiêu chuẩn, nó cũng có sẵn cái tính năng này rồi, người ta làm rất là gọn gàng và tiện lợi. Thì vừa rồi đó là một số cái chi tiết cũng như là cái cấu hình sơ bộ bên ngoài. Thì bây giờ em sẽ tiến hành in thực tế cho người xem về khả năng của chiếc máy này. Thì bây giờ em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem về cái khả năng in ấn của chiếc máy in 4012PLM cộng này. Thì đầu tiên em sẽ in tem thông tin thông số của những cái thiết bị linh kiện điện tử ha. Đây em sẽ nhập cái số lượng in 5 con đi ha. Đây. Đây mọi người có thể thấy cái khả năng in ấn của nó rất rất rõ nét, sắc nét này. Đó mọi người có thể xem ha. Sắc nét in ra rõ ràng sắc nét ha. Thì đây là em sử dụng cái cuộn nhãn liên tục, còn nếu sau khi mà mọi người có yêu cầu về kích thước tem nhãn thì bên em sẽ cắt theo cái yêu cầu từng con tem như thế này cho mọi người ha. Thì cái công việc của mọi người sau khi in xong thì nó khá là dễ dàng, đó là mình có thể là lột ra và dán lên trên các thiết bị của mình à, đó. Còn cái này thì em đang là in trên cái kích thước liên tục của bên em nếu mà có yêu cầu. Thì khi mà mọi người những cái thông tin trên này mình có thể là hoàn toàn thay đổi theo cái ý định cũng như theo cái yêu cầu mà của bên các sản phẩm của mình. Thì khi mua máy thì bên em sẽ tặng kèm cái phần mềm để mình có thể là thiết kế hoặc là tạo ra những con tem này. Ngoài ra thì nó cũng có thể là in trên các phần mềm thiết kế khác, ví dụ như là AI Corel hoặc là một số phần mềm thiết kế mình có thể là cài driver, sau đó là tiến hành in trên cái file thiết kế của mọi người ha. Đây là con tem in thông số thiết bị. Thì chiếc máy này nó có thể in tốc độ maximum nó là 4 in trên giây. Thì này em đang in tốc độ khá chậm ha, giờ em có thể là tăng cái tốc độ in lên và in thử tiếp cho mọi người. Này em in là 40 trên giây ha, em ví dụ như em tăng lên double đi, 80 mm trên giây và in thử cho mọi người xem nhá. Đây mọi người có thể thấy khi mà in in tăng cái tốc độ in lên thì chắc chắn khi mà mình tăng tốc độ in lên thì nó sẽ không 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 đẹp bằng cái tốc độ in chậm, mà nhưng cái con tem và chiếc máy này nó cũng có thể là in ra những cái thông tin thông số ở trên này cũng khá rất là rõ nét ha. Đây mọi người có thể nhìn qua ha. Rồi rồi em sẽ thay lại cái cuộn tem nhỏ để mình có thể là in những cái thông tin trên cái bo mạch điện tử để in thử tiếp cho mọi người xem. Bây giờ em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem trên con tem với kích thước nhỏ hơn và độ khó cao hơn, đó là tem để mình dán lên trên các bản bản mạch linh kiện điện tử. Thì mọi người cùng em để em in nha, ví dụ như em in đây. Đấy. Đây mọi người có thể thấy là chiếc máy này in ra đây ha. Thì đây là con tem khá là nhỏ, kích thước của nó cái này là 8 mm nha mọi người, chiều cao nó 8 mm. Đây là một hàng ba tem mọi người có thể tận dụng để in dài ra. Cái nội dung này mình cũng có thể lấy thay đổi trên từng con tem ha. Sau khi in xong thì mình có thể là lột con tem này ra và dán lên trên các bo mạch linh kiện tử, mọi người có thể thấy ha. Mặc dù là in con tem rất là nhỏ với cái có QR code có chữ, đây là những cái size chữ nhỏ, QR code khá là nhỏ, nhưng nó in ra cũng rất là sắc nét và rõ ràng, mọi người có thể xem ha. Đây. Mình dán lên trên cái điện tử linh kiện điện tử của mình như thế này, anh sẽ in thử thêm ha. Này. Mọi người có thể thấy đây, mọi người có thể thấy những con tem in nó rất là đều nhau này, đó nó rất là đều nhau đó, mọi người thấy chất lượng in từ đầu tới cuối nó cũng 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 cũng, cũng khá là ổn định này, đó rất là nhỏ, in ra nó sẽ dừng ngay cái vị trí gáp xé cho mình có thể là xé ha, đó. Máy nó đọc được giấy trên đó. Đây mọi người có thể xem ha. Đây là cái khả năng in ấn của chiếc máy này. Lúc này thì em test trên cái để mình in những cái thông tin thông số, còn cái này là in những cái thông tin để mình dán lên các bản mạch trên các linh kiện trên cái con IC hay gì đó. Thì đó là một số cái tính năng của chiếc máy này để mình có thể in trên tem đề can xi bạc. Thì vừa rồi em đã cùng mọi người khám phá về đặc điểm tính năng cũng như là khả năng in ấn của chiếc máy RIN 4012PLM cộng xuất xứ 100% từ Nhật Bản này trên chất liệu tem đề can xi bạc, ứng dụng trong ngành nghề sản xuất bo mạch linh kiện điện tử hoặc là in từng con tem thông tin thông số để mình có thể là dán lên những cái thiết bị công nghệ. Thì đây là phiên bản tiêu chuẩn, nếu như mọi người cần thêm cái phiên bản mà có giao cắt thì khi in ra từng con tem nó sẽ cắt cắt từng con tem riêng biệt ra, thì mọi người có thể là lựa chọn thêm option đó.
Thì để được tư vấn hoặc đặt hàng ngay, mọi người hãy liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaomat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.